Xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta đã học được dứt điểm hai thứ, đó là discourse marker và construction. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với trang Future Learn để tiếp tục học về thấu hiểu IELTS. Đầu tiên là vào Future Learn rồi đăng nhập nè. À, còn một cái nữa là ngày hôm qua. Ủa? Cái phần này nó cũ rồi mà ta, phần 1.9. Chưa rồi. Mình qua phần 2 rồi đúng không? Mình làm xong cái phần Facebook Slide này luôn rồi. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần transcript of questions, answers and resources là cái bản ghi lại những câu hỏi, những câu trả lời và những cái nguồn tham khảo. Rồi cùng xem nha. Rồi đầu tiên là Hi everyone, thank for coming. Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến. We'll go through your questions and try to answer as many as we can a little later, a little later this evening. So please check back later. Bye for now, Neil. Là chúng tôi sẽ nhìn qua các câu hỏi của các bạn và cố gắng trả lời nhiều nhất mà chúng tôi có thể chút nữa vào tối nay. Cho nên là vui lòng hãy kiểm tra lại sao. Và còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye for now. Đây là thầy Neil. Rồi mấy bạn này thì cảm ơn vì đã nỗ lực. Thank you for the efforts. Cảm ơn vì cái nỗ lực của thầy. Rồi, really thank you for your great effort. Là cảm ơn, thực sự cảm ơn vì cái nỗ lực rất là lớn của thầy. Rồi tiếp tục. Hi everyone and welcome to our live Understanding IELTS podcast. Xin chào mọi người và chào mừng tới cái buổi thấu hiểu IELTS, phát sóng thấu hiểu IELTS trực tiếp của chúng tôi, Tina. Rồi, bạn này nói I think it's not necessary to hear every word, but understand the whole sentence. Most of the time we can infer its meaning. Tôi nghĩ không nhất thiết phải nghe từng chữ, nhưng mà hiểu toàn bộ cái câu, hầu hết thời gian chúng ta có thể infer its meaning. Infer là có thể là suy ra được cái nghĩa của cái câu. Infer to reach an opinion or decide that something is true on the basis of information that is available. Infer là hiểu ra được. Để mình tra cái nghĩa cái từ điển Anh Việt. Infer suy ra được. Nó suy ra, luận ra. Much of the meaning must be inferred from the context. Là hầu hết ý nghĩa
phải được suy ra từ cái bối cảnh. Bạn này nói là mình không nhất thiết phải hiểu từng chữ mà mình hiểu cả câu thông qua cái việc mà mình suy ra cái ý nghĩa. Absolutely. David Nail là hoàn toàn đúng. Rồi. Tiếp tục là What's your advice in the reading part, please? The reading are too long. It's like you don't have time to read all of it. I'm sorry if this is out of the topic. À, lời khuyên của bạn trong phần đọc làm ơn đi à, là gì? Phần đọc nó quá dài à, dường như là tôi không có thời gian để đọc hết. Xin lỗi nếu mà câu hỏi này nó hơi lạc đề một chút. Rồi, bạn này tên là Tim Sabat David. Rồi, thầy trả lời nè. Hi, Tim Sabat David. Time management is very important in the reading paper. As you say, it's a lot to read in a little time, so you need to apply various techniques, including skimming and scanning, and focus on breaking the text up into the parts where the answers can be found, rather than looking at the whole text every time. Xin chào Team Sabbath David. À, quản lý thời gian thì rất là quan trọng trong cái bài thi đọc khi mà bạn nói là có quá là nó có quá nhiều để đọc trong thời gian ít thì nên bạn cần phải ứng dụng nhiều cái kỹ thuật khác nhau, nhiều cái kỹ thuật đa dạng như là skimming and scanning. Scan là giống như máy scan, lướt lướt lướt, và skimming là mình đọc lướt. Skim nè. Skim là to read quickly in order to read something quickly in order to find a particular point or the main points. Now, he skimmed through the article trying to find his name. Là mình đọc cái thứ gì đó thật là nhanh để mình tìm ra một cái điểm nhất định hoặc là cái điểm chính. Ví dụ là anh ấy đọc đọc nhanh đi mấy bạn, đọc nhanh suy đọc nhanh từ đầu tới cuối cái bài báo để mà cố gắng tìm cái tên của anh ấy. Để mình coi cái tiếng Việt là gì nhỉ. Mình nghĩ đó là đọc nhanh, đọc lướt. À, đọc lướt, thế là đọc lướt nha mấy bạn. Còn scan, scan là gì? Yeah, mình đọc cái nghĩa đầu tiên nè. To look quickly but not very carefully at a document. Là nhìn vào một cái bài, một cái mà cái gì đó nhanh nhưng mà không có rất là cẩn thận vào một cái tài liệu. I scanned the list quickly for my name. Scan. Scan là quét qua, đọc lướt xem lướt. Mình nghĩ scan nó sẽ là đọc kỹ hơn là skim. Rồi, we quickly scan the menu. Scan là mình cũng đọc, đọc hết, đọc từ đầu đến cuối. Còn skim, mình đọc hết từ đầu đến cuối nhưng mình đọc thật nhanh, không nhất thiết phải hiểu từng chút. Còn skim
là mình đọc để mình tìm cái từ khóa mà mình cần tìm đến bạn. Scanning and skimming. Right. Thì nghĩ là bạn nên áp dụng những cái kỹ thuật đa dạng, bao gồm việc đọc lướt và đọc nhanh, và tập trung vào cái việc chia cái bài viết thành những cái phần mà câu trả lời có thể được tìm thấy, thay vì là nhìn vào cả một cái bài đọc mỗi lần mà mình đọc bài. We'll be looking at this in depth in week 5, so you can either look ahead to that now and wait until we get there. In the meantime, you can also check out this useful guide. Chúng tôi sẽ nhìn vào cái điều này kỹ hơn vào cái tuần thứ năm, cho nên bạn có thể look ahead to that, là mình trông chờ vào cái điều đó. Look ahead to that now. Để mình tra cái look ahead to that là gì nhỉ? Look ahead. To think about what is going to happen in future, là nghĩ về cái gì đó sẽ diễn ra trong tương lai, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ nghĩ trong kiểu như trông chờ điều đó bây giờ, và chờ cho đến khi mà chúng ta đến được cái chỗ đó, mình vào cái tuần thứ năm đó. Nhưng mà trong lúc này bạn có thể kiểm tra một cái, mình có thể check out, là mình xem một cái hướng dẫn rất là hữu ích. Thầy cho cái đường link này mấy bạn. Thầy cho một cái đường link. Đường link này nó kêu mình là phải cập nhật, yêu cầu cập nhật DNS. Là cái trang này nó không có còn nữa rồi mấy bạn ơi, đã IP address không serve được. Nói chung là mình không cập nhật được cái trang này. Mình lên dcims.com có cái gì ha, dcims. Hình như nguyên cái trang này mình không xem được luôn. Thôi, mình không xem được thì mình sẽ không vào. Mình xem những cái khác nha, còn rất nhiều thứ để xem nè. Rồi, phần này nói là my advice for you guys recording your voice and replay it. You can realize if you have any mistake, also you should improve your pronunciation. Lời khuyên của tôi cho các bạn là ghi âm cái giọng của các bạn và nghe lại nó. Bạn có thể nhận ra nếu mà bạn có bất kỳ cái lỗi nào, và bạn cũng nên cải thiện cái phát âm của bạn. Thầy này nói là yes, đúng rồi, bạn này tên là tiếng Nhật ha. It can help with lots of things. Nó có thể giúp với rất là nhiều thứ. Pronunciation, fluency, grammar, vocabulary. Nó có thể giúp mình về phát âm, về sự trôi chảy,
về ngữ pháp, về từ vựng, mọi thứ, nail. Thầy nói là nên ghi âm lắm luôn mấy bạn ơi, mấy bạn nên ghi âm. Thì cái việc mà mình hướng dẫn cho các bạn như vậy nè, là mình học cùng các bạn thì mình cũng ghi âm lại chính mình, rồi mình đăng lên YouTube, mình cũng xem lại từng video của mình đó. Mấy bạn cũng nên ghi âm như mình ha. Hello, I would like to know some examples of less common discourse markers and idiomatic expressions. Thank you. Là xin chào, tôi muốn biết một vài cái ví dụ của những cái discourse marker mà nó ít thông dụng và những cái sự diễn đạt mà nó gần với người bản xứ. Cảm ơn. Tại sao lại là less common nha? Phải là common chứ. Mình xài những cái phổ thông, những cái chủ yếu đúng không? Rồi thầy trả lời Hi Angela Ferrero, check these links, là mình có hai cái đường link này. Mình mở hai cái đường link này. Đường link này sẽ về cohesions, linking words and phrases. Cohesion, coherence and cohesions. Cohesion, coherence là sự mạch lạc, hôm bữa mình có tra rồi đúng không? Coherence là sự mạch lạc, cohesion, cohesion là sự dính kết. Mình đọc với nghĩa tiếng Anh nè, coherence. Coherence. Coherence là cái trường hợp mà mọi thứ, mọi phần nó đều hoặc là thứ gì đó của cái thứ gì đó nó gắn kết với nhau, nó fit, nó liền lạc với nhau. The points you make are fine, but the whole essay lacks coherence. Những cái quan điểm, những cái ý mà bạn tạo ra thì nó ổn, nhưng mà cả cái bài luận thì nó thiếu cái sự mạch lạc. Record cohesion. 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 Cohesion là the act or state of keeping together. Là cái sự nhất quán người ta. Sự dính liền, keeping together là sự gắn kết, một cái là sự mạch lạc, một cái là sự gắn kết, thống này là unity, là thống nhất, kết hợp với nhau nè mấy bạn. Cohesions of the nuclear family là sự gắn kết, sự thống nhất của cái gia đình phần tử, là có nghĩa là gia đình này là ít người thôi. Social political economic cohesion là sự gắn kết, sự thống nhất của xã hội, của chính trị và của kinh tế. Rồi chúng ta ôi cái trang này nó không có ổn mấy bạn ơi. Sao mình đụng tới chai nào nó cũng cảnh báo vậy ta? Thôi mình xem trang này thôi ha. A quiz. 25 common idioms that you really need to know. Là 25 cái thành ngữ mà chúng ta, mà bạn thực sự cần biết. Nó cũng ngắn thôi. Nếu mà mình sẽ đọc qua cái này ha.
Rồi, cái link ở trên này thì mình không xem được nè. Cái link ở dưới là lát hồi mình sẽ xem cùng các bạn. Rồi, ở đây là được cảm ơn. Rồi mình đọc tới đây rồi. Bây giờ mình mở cái link này và mình dịch cái link này cho mấy bạn cùng nghe nha. Rồi. A quiz là bài kiểm tra A. Mình không nghĩ là bài kiểm tra A nó sẽ là quiz A. Rồi cái này là A quiz. Có nghĩa là một bài kiểm tra hả ta? Hay là bài kiểm tra hạng E? Mình không chắc ha, mình đọc thêm rồi mình sẽ cảm nhận được. 25 common idioms that you really need to know. Phần này nó thuộc về vocabulary. Cái hashtag rồi nó là idioms, quiz, writing. Bài đăng năm 2016, tháng 4, ngày 14. I know the feeling. I have been there. You have studied English really hard this year. You have been living to go the extra mile a thousand times because you knew it was going to be worth your while. Tôi biết cái cảm giác này. Tôi đã từng ở đó. Tôi, bạn đã và đang học tiếng Anh thật sự cực lực trong năm nay. Bạn sẵn lòng để đi thêm vài dặm, 1.000 lần, bởi vì bạn biết, bạn đã biết là nó sắp có cái giá trị worth your while, là nó sẽ đền bù được cái thời gian mình bỏ ra. Worth while. Worthwhile có nghĩa là nó đáng thời gian, nó đáng tiền, nó đáng, nó quan trọng, thoải mái, thú vị. Nói chung là nó xứng đáng để mà mình bỏ công sức ra. Worth your while. You have even burned the candle at both ends, staying up too late and getting up too early when studying for finals. Bạn đã đốt cái đèn cầy ở cả hai đầu. Đốt đèn cày ở hai đầu bằng thông qua việc là thức thật là khuya và dậy thật là sớm khi mà học cho cái bài thi cuối kỳ. Mình xem cái burn the candle, burn candle. Đây, có cái thành ngữ liên quan tới candle. Burn the candle at both ends. Có nghĩa là nghĩa đen á, mình dịch nghĩa đen thì nó là đốt đèn cầy ở cả hai đầu, thì nghĩa bóng của nó là to become very tired by trying to do many things and going to bed late and get up early, là thức khuya dậy sớm, là để làm một cái gì đó, tự làm mình mệt mỏi bằng việc thức khuya dậy sớm hoặc là làm nhiều thứ quá. Ở đây rõ ràng là thức khuya dậy sớm đúng không mấy bạn? Now you feel really happy with your effort. Bây giờ bạn cảm thấy rất là hài lòng với cái nỗ lực của bạn. And it is time to take a breather. Và đây là cái lúc để mà mình nghỉ ngơi, mình hít thở. Breather là gì ta? Breather. Breather, đọc là breather nhé. Breather. Breather, 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 breather. Breather. Breather là a short break for rest or to relax. Tell me when you need a breather là nghỉ xả hơi. Cái chữ rest là hít thở thì mình dịch là xả hơi, nghỉ xả hơi. À, mình trở lại nè. At least after struggling for a long time with English pronunciation, you are able to communicate in English fluently and understand native speaker pretty well, at least in an academic context. Ít nhất là sau một thời gian,
mình nỗ lực, mình vật lộn và để mà mình rèn luyện đó. Trong một thời gian dài cùng với phát âm tiếng Anh thì bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, hiểu được người bản xứ khá là tốt, và ít nhất thì ở trong cái bối cảnh học thuật. Cái chữ trên đây là cái tựa đề của cái bài này thôi. Rồi tiếp tục. Just by sheer luck, at a party, you are introduced to a British person and you feel it's your opportunity to shine. You feel confident and you have a little chat and everything is going well. You are beginning to relax when all of a sudden you are like một cái dịp cực kỳ may mắn rồi đó. Cái chữ share này thêm vô là ý nhấn mạnh đó, và có bây giờ một cái dịp thật là may mắn. Và tại một cái bữa tiệc thì bạn được giới thiệu với một người người Anh, và bạn cảm thấy là đây là cơ hội của bạn để mình tỏa sáng, và bạn cảm thấy tự tin. Bạn có một cái buổi tán gẫu nhỏ và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bạn bắt đầu thấy thoải mái khi mà tự nhiên bất chợt bạn kiểu như là Did he just say something about the skin of my teeth? Anh ấy nói thứ gì về cái màu của cái răng của tôi sao? Hot potato, khoai tây nóng. Where are the potatoes? Là khoai tây ở đâu? I can't see any. Tôi không thấy ở đâu cả. Oh my god. Is it English? Ôi trời ơi, đây là tiếng Anh sao? Did he just say you rock? Oh, anh ấy mới nói là you rock. You rock có nghĩa là you rock. Kiểu như là bạn thật hay, hay là bạn thật kiểu như you rock, động từ này. Her new movie rocks, có nghĩa là phim của cô ấy thật là hay. Để mình thay mình xem với you rock. Chữ rock đó là động từ, nên là di chuyển nhẹ nhàng thì không phải là shock, là mình cảm thấy thật sốc, thật bất ngờ về cái gì đó, lo sợ như là không không đúng. Mình nghĩ cái nghĩa này nè mấy bạn, bạn thật tuyệt đó. And now what? Am I supposed to take him a rock concert, or maybe he wants me to sing rock? Là anh ấy mới nói là mình rock thì bây giờ sao đây? Mình không lẽ mình được hoặc là hay là mình có phải là am I supposed không lẽ mình được cho là anh ấy cho rằng mình anh ấy sẽ dắt mình đi tới một cái buổi nhạc rock, hay là có lẽ là anh ấy muốn mình hát rock hả? Rồi kiểu như là mình được cái lúc mà mình đã luyện tập nhiều rồi nhưng mà mình gặp người Anh thì mình vẫn hoang mang như vậy. Đây thì mấy bạn xem nè. Yes, I've been there. Tôi đã ở đó. I know how you feel. Tôi biết được cái cảm giác của bạn. Native speakers use idioms all the time. Những cái người bản xứ người ta dùng thành ngữ suốt luôn. Just like you do in your own native language. Cũng giống như là bạn sử dụng nó ở trong cái ngôn ngữ gốc của bạn. Probably without realizing it. Mà có lẽ là không có nhận ra cái điều đó. The good news is that you can do something about it. Tin tốt là bạn có thể làm thứ gì đó về cái điều này. It's true that it is quite difficult to feel confident using idiomatic
Idiomatic. Idiomatic. Thì mình tra cái chữ này ra mình nhớ âm đúng không nha? Mình nhớ âm 3 mới đúng. Idiomatic. 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 Đâu ra? À, using, việc sử dụng idiomatic regression là những cái sự diễn đạt nó mang cái tính gần gũi với người bản xứ khi mà when you are speaking a foreign language, khi mà bạn nói ngôn ngữ nước ngoài. And I wouldn't dare suggest that you use them. Và tôi không dám đề xuất rằng bạn sử dụng chúng. But you need to know what they mean if you want to follow a conversation. Nhưng bạn cần biết cái mà nó, ý nghĩa của nó khi nếu mà bạn muốn mình theo được cái buổi nói chuyện. In this quiz, you will find some very common idioms used by native speakers. Và trong cái bài trắc nghiệm nhỏ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một vài cái thành ngữ thông thường thường dùng bởi cái người bản xứ. Blog này là của cô Christina. Right, to news. Riddle. Riddle hay là riddle, mình nghĩ là riddle. 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 A question that is difficult to understand and that has a surprising answer that you ask somebody as a game. Cái này kiểu như là câu đố mẹo hả ta? Riddle. Riddle là câu đố. Riddle là câu đố nha. Rồi, lát rồi mình xem cái trang Facebook thì sao. Rồi bây giờ là to use. Cái công cụ được sử dụng đó là câu đố 25 common idioms. À, Riddle là một cái trang web luôn các bạn. Mình một cái ứng dụng nè, cô này làm vô. Mình xem cái. Mình bắt đầu nhé. If something is on your bucket list, nếu mà thứ gì đó nó ở trong cái sổ của danh sách sổ của bạn thì có nghĩa là sao? A, you need to buy it quickly. Bạn cần mua nó thật nhanh. You want to do it before you die. Là bạn phải làm, bạn muốn làm nó trước khi mà mình qua đời. It is something you do when it is raining. Nó là cái thứ gì đó mà bạn làm khi mà trời mưa. Câu này mình biết nha. Mình chọn cái này. Đúng rồi. Câu tiếp theo. If you cut corners, là nếu mà bạn cắt cái phần gốc đi. Mình thấy cái phần gốc nó nhô ra không? Mình cắt nó đi. Nếu mà mình cắt cái phần gốc ra thì nó có nghĩa là gì? Trong nghĩa bóng của nó là gì? Là bạn làm cái gì đó. In, if you do something in the easiest or most inexpensive way, inexpensive way là bạn làm cái gì đó theo cái cách mà dễ nhất hoặc là ít tốn kém nhất. Câu B là you are in a strong position when you are competing with someone else, là bạn đang ở một cái vị trí mạnh hơn khi mà bạn đang đấu. Đang cạnh tranh với ai đó khác. You stop doing something before you have finished. Bạn dừng lại cái việc làm điều gì đó trước khi mà bạn làm cho xong. Mình nghĩ là câu A. Và mình đúng. Rồi, chúng ta tiếp tục. If you bite off more than you can chew. More than you can chew. Chew. Chew, chew, chew. Nếu mà bạn cắn rời ra nhiều hơn bạn có thể nhai,
kiểu như là cô đám ăn xôi, mình nghĩ vậy. Là you eat everything on a plate, desk, depriving anyone else of having Deprive là lấy đi của người khác, là không có, là sao? Làm cho người khác bị thiếu. Deprive, mình tra cái từ này ha. Deprive. Deprive Deprive hay đi với up nữa bạn. Deprive up. To prevent somebody for from having or doing something, especially something important. Ngăn người ta làm có được hoặc làm cái gì đó, đặc biệt là cái gì đó quan trọng. They are imprisoned and deprived of their basic rights. Là họ bị bỏ tù và bị truất đi những cái quyền cơ bản. Đó, là mình ăn mọi thứ ở trên một cái dĩa mà không cho người khác cơ hội có đồ ăn luôn. Rồi, you take on a task that is a way too big. Là mình take on có nghĩa là mình nhận lấy một cái nhiệm vụ mà nó quá là lớn. You drink very heavily là bạn uống rất là nặng nhọc, rất là nhiều. Mình nghĩ là câu B. Mình làm đúng rồi mấy bạn. Rồi, câu tiếp theo. If you hit the sack, sack có nghĩa là cái mình xem cái sack là cái gì nhỉ? Mình nghĩ cái đó là cái bao. Mình tra từ điển hình đi. Mình tra Google hình đó. Đúng rồi, là cái ba bố. Quay lại. If you hit the sack, có nghĩa là mình bạn đi ngủ, hit the sack là đụng vô cái ba bố. Thì có nghĩa là sao? Hit the sack có nghĩa là, cho mình coi cái chữ này đọc sao nha. Sack. Sack là mình đi ngủ nè. You go to bed, you go to the gym, you quit your job là bạn đi ngủ và đi tập gym và bạn bạn từ bỏ công việc, nghĩa là đi ngủ. Hit the sack. Rồi, tiếp tục. If you do something once in the blue moon, là nếu bạn làm thứ gì đó trong cái mặt trăng xanh xanh dương thì có nghĩa là sao? You do it very often, là làm rất là thường xuyên. You do it once a month, bạn làm nó 1 tháng 1 lần. You do it very rarely, bạn làm nó rất là hiếm. Bằng rất hiếm làm nữa, nghĩ là câu này. Tại vì trăng xanh thì nó ít khi nào xảy ra. Once in the blue moon thì khả năng nó hiếm xảy ra. If something is a piece of cake, câu này mình biết nè, mình biết chắc luôn. Nếu thứ gì đó là một mẫu bánh thì nó nghĩa là sao? It is easy or simple, nó dễ và đơn giản. It is very sweet, nó rất là ngọt. It is only for girls, nó chỉ dành cho con gái. Nó thật dễ. If you see eye to eye with someone, nếu mà bạn nhìn mắt vào mắt với ai đó thì có nghĩa là sao? You are in love with someone, là bạn yêu cái người đó rồi, bạn yêu ai đó rồi. You agree on something with someone, là bạn đồng tình với ai đó cái gì đó. Câu C là bạn you have a dispute with someone, dispute giống như argument, là một cái cuộc cãi vã, một cái sự xung đột với ai đó. Mình nghĩ là see eye to eye with someone, hai người thấy là khá là hài hòa nha, thì mình dùng là đồng tình. Mình đã đúng. If you rock,
có nghĩa là you great, bạn thật tuyệt, chứ không phải là bạn yêu âm nhạc hay là bạn thích nhảy múa cái gì hết. Yeah, if you do something by the skin of your teeth, là nếu bạn làm thứ gì đó mà cái màu da, cái màu của cái răng của bạn, skin of your teeth là cái răng nè, nó màu nè, là sao? Có nghĩa là you do it by a very narrow margin, just only just, là bạn làm nó theo với một cái biên rất là hẹp, chỉ là làm thôi, kiểu như là mới làm. Rồi, you do it because you're very stubborn, là bạn làm nó bởi vì bạn rất là cứng đầu. You do it because it's important for your bạn làm nó bởi vì nó quan trọng với cái sức khỏe của bạn. If you do something by the skin of your teeth, mình nghĩ là bạn làm thứ gì đó bởi vì cái màu răng, có nghĩa là mình làm về sức khỏe. Thử cái này coi, thôi mình làm sai rồi. Chờ mình tra một chút nha. By the skin teeth. Đây. Đây. Đây, by the skin of your teeth. Có nghĩa là if you do something by the skin of your teeth, you only just manage to do it. À, là mình chỉ xoay sở để mà làm nó thôi. He escaped defeat by the skin of his teeth. Là anh ấy thoát khỏi cái sự đánh bại, chỉ mới xoay sở được thông qua cái việc just managed to do it, là vừa mới chỉ xoay sở được, chỉ mới xoay sở được thoát khỏi cái sự đánh bại. Để mình xem cái câu ví dụ nào khác ở những từ điển khác không nha. Hầu như không, các câu một nghĩa là hầu như không. I only got away by the skin of my teeth. Tôi hầu như không thể rời đi. Kiểu như là chỉ thôi, rất narrowly. Mình tra cái chữ narrowly. Một lượng rất là nhỏ, rất là hạn chế, rất là gần, rất là cẩn thận. Rồi từ điển Cambridge. Ồ, từ điển này. À, nếu mà bạn làm cái gì đó ở trong cái màu răng, màu của gì? Của răng. By the skin of your teeth. Nếu mà bạn làm thứ gì đó by the skin of your teeth, you only just succeed in doing it, là làm mới thành công thôi. Kiểu như là mình gan thành công trong gang tấc nhỏ xíu thôi, là anh ấy thoát khỏi cái cảnh sát chìm đó. By the skin of his teeth, là mới thoát khỏi được cái cảnh sát chìm. Mình phải xem cái lý do tại sao mà người ta lại nói cái kiểu này thì mình mới hiểu được, chứ bây giờ mình đọc cái này không không thì nó khó hiểu quá các bạn không. By the skin of your teeth. By the skin of your teeth. Origin. Mình tra cái nguồn gốc của nó đi. Mình đọc cái này một chút nha.
Mai đọc cái trang web. Trang web này giống như một cái diễn đàn hơn. À, cái này là một cái từ ở trong Kinh Thánh các bạn ơi. Skin of teeth. À, răng. Cái là mình đọc cái chỗ này nha. Người ta nói nè, răng không có màu, răng không có da, răng không có da, dĩ nhiên nên tác giả có lẽ đang alluding là gì? Alluding to. Alluding to là muốn đề cập tới một cách gián tiếp. The problem had been alluded to briefly in early discussions. Là cái vấn đề được ngụ ý một cách ngắn gọn trong cái cuộc thảo luận ban đầu, cuộc thảo luận mới, cuộc thảo luận hồi đầu đó. Rồi, ngụ ý rằng cái bề mặt của cái răng hoặc là đơn giản là một cái notional minute, minute measure, hay là một cái đơn vị đo hả, một đơn vị đo nhỏ xíu, notional. Nói chung là cái cụm này mình xem xét sao ấy. Nó có giải thích luôn nè, là something that might now be referred to with less poetic imagery than the biblical version, as small as hairs on a snake bone plot. Trời ơi, mình đọc xong mình không hiểu gì luôn. Thôi, nói chung là cái này nó không có nguồn gốc trong Kinh Thánh đi. Mình không có tìm được cái nguồn nào mà xác đáng. Mình không thích đọc Wikipedia tại vì cái này là cái nguồn cộng đồng, nó không có mang tính chính thống. Mình biết những cái trang web ở trên mạng thì nó sẽ không có mang tính chính thống cao, nhưng mà mình cứ xem thử cái trang này nó phù hợp. Rồi, by the skin of your teeth, origin and meaning, là nguồn gốc và ý nghĩa. In a single word, the idiom means narrowly or barely, là hầu như không, hoặc là rất là trong cái giới hạn narrowly nãy mình có tra rồi. Narrowly có nghĩa là một cái lượng nhỏ thôi, một cái cách theo cái cách rất là giới hạn. Rồi, and it is commonly used to refer to a narrow escape from a from disaster, or to imply that you succeeded in doing something by ch only just. Là một cái một nói một cách mà dùng một cái từ đơn để mà diễn tả cái này thì nó là narrowly hoặc là barely. Là đây là mình tra rồi, đó là nó rất là trong cái giới hạn. Narrowly là rất là hẹp, một cách hẹp. Barely là hầu như không. Thì nó thường được dùng để mà đề cập tới một cái trường hợp mà mình thoát khỏi trong gang tấc, narrow, vừa mới thoát khỏi. Thoát khỏi rất là ít. Thoát khỏi trong cái giới hạn, thoát khỏi rất là xích sao. Rồi, khỏi cái disaster là khỏi cái thảm họa, khỏi cái tai nạn gì đó. Hoặc là ngụ ý rằng bạn thành công trong cái việc làm cái gì đó, nhưng mà only just, nghĩa là chỉ là thành công một chút chút thôi. Rồi, this idiom
originally comes from the King James translation of the Bible. Cái thành ngữ này thì có nguồn gốc từ cái sự sự dịch sự sự sao ta sự dịch thuật kinh thánh của vua James, một trong những cái nguồn tiếng Anh lớn nhất về những cụm từ tiếng Anh và những cái thành ngữ tiếng Anh dựa sau Shakespeare ra, là kinh thánh là một cái nguồn thành ngữ và cụm từ tiếng Anh rất là lớn chỉ after Shakespeare. Sau sau những cái bài những cái tác phẩm của Shakespeare thì kinh thánh cũng là một cái nguồn rất là lớn. In the book of Job, chapter 19, verse 20. Hôm nay mình có nghe một cuốn sách, thì mình có đọc một cuốn sách thì người ta đọc như vậy, thì mình không chắc như mấy bạn mình. Tại chỗ này người ta không có chỉ mình cái cách đọc, nhưng mà mình nhớ là chapter với lại verse là chương mấy và cái đoạn thơ bao nhiêu. Satan, the devil, false Job. Cuốn sách của Job forces Job to undergo a number of hideous trials which go on until Job is finally rescued and released by God. Mình tra cái chữ hideous. Hideous. Very ugly or unpleasant là Hideous. a hideous face, hideous building, hideous dress là cái khuôn mặt xấu, tòa nhà xấu hoặc là cái đầm xấu. Their new color scheme is hideous là cái scheme là cái gì? Nó có rất là nhiều nghĩa. Scheme đầu tiên nó có nghĩa là kế hoạch nè, hệ thống tổ chức gì nè, rồi ở dưới đây cũng là kế hoạch luôn. Mình một nói chung là cái màu mới của họ thì rất là xấu. Rồi mình trả lại cái này, một cái trial. Undergo a number of trial là những cái sự thử hả? Sự thử xấu mà diễn ra cho đến khi Job cuối cùng được giải thoát và được được cứu rỗi và giải thoát bởi Chúa. Until his release, Job says, upon his release, Job says là cái lúc mà được giải cứu đó thì Job đã nói là my bone cleave to my skin and to my flesh. Cái chữ này là cái tiếng Anh cổ, cái này chắc là clear thêm ed mấy bạn. Cleave. Clave, clave, cái từ này gốc nó là clave. Clave có nghĩa là sao? Là bị cắt ra, bị chia đôi ra thành hai, sử dụng cái thứ gì đó sắc hoặc là nặng. She clave his skull into with an axe. À, từ này mình mới dạy cho cái bé học động từ bất quy tắc này. Trong các bạn động từ bất quy tắc nó có từ chữ này, đọc là clave, clave. Clay. Cleave. Không phải clay nhưng mấy bạn đọc là cleave. Cleave. Cleaved. Cleave. Cleave. Nên là cleaved.
Rồi, có nghĩa là bổ ra làm hai. Đó. Mình quay lại. Xương, xương của tôi bị bổ ra. Cho tới to my skin là xương bổ tới da và tới thịt. Flesh là thịt. Các bạn tra Google hình được. Đó, flesh là thịt. Ui, ghê quá. Là lòi thịt luôn á. Là thịt bị bổ ra, lòi cả xương và lòi cả thịt. Da bị bổ ra, lòi cả xương và thịt. Và con vừa mới thoát khỏi cái the skin of my teeth. Là con thoát khỏi với cái da răng của con. Là kiểu như là bị bổ te tô rồi, chỉ còn cái phần răng này thôi. In the Geneva Bible, trong cái Kinh Thánh Geneva, the phrase is written as I have escaped with the skin of the teeth. Closer to today's praising. Là cái trong cái Kinh Thánh này thì nó viết như vậy thì nó gần với cái từ mà chúng ta dùng trong hiện tại hơn. Right. As teeth don't have any skin, do răng không có da thì không thì there has been much discussion regarding what exactly the skin of your teeth is. Thì có rất là nhiều cuộc thảo luận liên quan tới chính xác màu da răng là cái gì. Và có rất là and many interpretations have been put forward. Và có rất là nhiều cái sự diễn giải đã được đưa ra. Some have claimed put forward. Mình tra cái từ put forward nha. Put forward có nghĩa là suggest yourself somebody as a candidate for a job or position. Là tiến cử, đưa ra, suggest something for discussion. Là đưa ra thứ gì đó để thảo luận. To put forward a suggestion. Đó. Mình lấy cái nghĩa này nha. Put forward là như vậy. Put something forward. Là có rất là nhiều cái sự diễn giải đã được đưa ra, được đề xuất. Rồi, some have claimed that the skin is our gums. Nhiều người, một vài cái diễn giải nói khẳng định rằng cái da của răng á thì nó là nướu. However, the most widely accepted theory is that it refers to the thin enamel coating of your teeth. Trời đất ơi, enamel là gì ta? Enamel là cái phần màu sứ á. Này tra từ điển Anh Việt nó sẽ dễ hơn. Enamel là cái lớp men, men răng. Enamel coating like on our teeth would protect them from damage. Là cái lớp men răng người nhiều. Nhưng mà cái giả thiết, cái lý thuyết mà được chấp nhận rộng rãi đó thì cái skin này nó đề cập tới cái lớp men răng, cái lớp phủ men răng mỏng của trên răng, cái mà bảo vệ răng khỏi bị hư hại. This theory suggests that when Job made his statement, he meant that he escaped from the trials. Trial có nghĩa là những cái vụ kiện tụng đó ta. Chứ không phải thử đâu mấy bạn. Những cái vụ kiện tụng đó. Cái lý thuyết này đề xuất rằng khi mà Job nói cái lời tuyên ngôn, lời khẳng định này, anh ấy ngụ ý rằng anh ấy vừa mới thoát khỏi cái vụ kiện với cái cùng với cái răng
mà vẫn ở trong miệng, hơn mà còn răng ở trong miệng. Maybe some of the Emmanuel was lost in the process. Có lẽ là một vài cái phần men răng thì nó đã mất trong cái quá trình. Trời ơi, mình đọc mình không hiểu gì luôn. Rồi bây giờ mình đọc ví dụ nè. Rồi. Did you see, bây giờ là một đoạn hội thoại nha. Did you see the 500 meter sprint last night? Bạn đã thấy cái đường đua sprint, là hình như là đua xe đạp đúng không các bạn? Mình xem Google hình nè. Sprint. Sprint có nghĩa là chạy nước rút hay gì vậy? Mình nhớ nó là đua nhưng mà không nhớ rõ. À, chạy nước rút, chạy xe đạp nước rút nữa nè, bơi nước rút, nói chung là mấy cái môn mà cần tốc độ, cần nhanh nhẹn. Rồi, bạn đã thấy cái đường đua 500m tối qua chưa? Yeah, it was so close, wasn't it? Usain Bolt won't by the skin of his teeth. That's not his normal style. Là, bạn hỏi là có xem cái cuộc đua nước rút 500m tối qua chưa, có xem chưa? Rồi bạn Tom mới nói là, yeah, nó thật là suýt sao, có phải không? Rồi Usain Bolt thắng trong gang tấc, kiểu như là suýt sao lắm. Cái này không phải là cái phong cách thông thường của anh ấy. Rồi James, despite huge traffic jams on the way to the station, we made it to the rain. We made it to the train by the skin of our teeth. Là mặc dù kẹt xe kinh khủng ở trên đường, on the way to the station chứ hả? Sao đây là statement? Ở đây phải là station nha mấy bạn. Chúng tôi vẫn tới được cái chỗ xe lửa rất là suýt sao, rất là trong gang tấc, chút xíu nữa là trễ mất tiêu luôn. Sarah, how did your driving test go? Là cái bài của kiểm tra lái xe của bạn nó diễn ra làm sao? Ha, I passed by the skin of my teeth. À, tôi đậu suýt sao luôn, tôi đậu mém rớt á. Kiểu như mém rớt nha. What do you mean? Well, I need at least 30 points out of 40 to pass, and I got exactly 30. Tôi cần ít nhất là 30 điểm trên 40 điểm để mà đậu, thì tôi đạt đúng 30 luôn. By the skin of my teeth, by the skin of our teeth, by the skin of his teeth. Rồi chúng ta đọc ví dụ tới đây thì nó cũng rõ ràng hơn rồi đúng không? Rồi mình tắt cái tab này đi. Hôm nay mình học những cái nó hơi đi sâu đi xa một chút, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là học ngôn ngữ là vậy, mình không hiểu chỗ nào thì mình tra chỗ đó, thì nó có thể dẫn mình đi hơi xa một xíu cũng không sao. Quan trọng là mình nhớ lại cái mà mình đang làm rồi mình quay trở lại. Cái mà mình đang làm là mình tiếp tục với cái bài quiz này. Mình còn tới 10, mình được 10 tới 25 rồi. Thì mình làm xong cái này là mình nghỉ nha mấy bạn. If you go the extra, làm xong câu 10 này mình nghỉ đi. Tại vì cái video của mình tới đây nó cũng dài rồi đấy. If you go the extra mile, nếu mà bạn đi thêm vài dặm, thì you run a marathon and though you haven't trained for it. Bạn chạy một cái giải marathon, một cái chạy đua đường dài đó, mặc dù bạn không có luyện tập cho nó. You pay a lot of money for something. Là bạn trả một cái số tiền nhiều cho thứ gì đó.
You make special effort to achieve something. Là bạn nỗ lực, dành ra một cái nỗ lực đặc biệt để mà ráng đạt được cái gì đó. Mình nghĩa là go extra mile, có nghĩa là mình nỗ lực á. Rồi, ngày mai mình sẽ quay lại cái bài này ha. Mình sẽ quay lại cái bài này vào ngày mai. Mình cho cái này vô trong danh sách đọc. Rồi, cái trang Facebook này thì mình cũng tạm để mình xem cái nội dung sơ bộ ấy. Cái blog của cô này cũng về ngôn ngữ thôi. Thôi, mình cứ like cho cỏ đi. Rồi mình see first một thời gian để coi coi nó có cái gì để mình thay đổi không. See first nè. Rồi, update. Rồi, mình ngày mai mình cũng sẽ tiếp tục với cái transcript này. Rồi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.